Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần chân sạc của Lenovo Tab 2 được gắn chết trên bảng main của Lenovo Tab 2 A7 cạnh ngang 10F đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi mà gặp một lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Lenovo Tab 2 không sạc được pin, sạc chập chờn lúc được lúc không, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn phần chân sạc này cái mới vì các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại Di động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn cách phục lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Lenovo Tab 2, từ đó có phương án sửa chữa nhanh chính xác cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao Cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Lenovo Tab 2 hàng đầu hiện nay.